xa vây là một ngày nắng đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đàn ca nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, miền nào cứ mang tôi, miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Nạch dòng sông phơi nắng, kia đồng ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi, và thằng đời nhớ Việt Nam. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc lối, hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhớ ngọn lửa hồng đốt sáng và niềm tin. Gió chiều mang quê, lòng dập mình trong cơn mê, ngày dài ơi lê thê, mong mình như trời. Sài Gòn trong nắng trai, Đà Lạt giấu trong sương mờ, chiều nà biển vùng Tàu, sóng cần cùng đến Cà Mau. Như chiều quê hương ơi, thật bằng cơn xa xôi thôi, vùng trời Nhã Trang xưa và dòng Đồng Nai hương hồn. Nào cần thơ nắng ấm, kia đồng ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi, và ngàn đời nhớ Việt Nam. Không còn lén nha, quay là phải thông báo, tôi quay người ta, tôi quay người kia. Nhưng mà bây giờ quay nè. Sáng nè, cố quay chị và em, chị và em nói có quay đây nè. Ừ, dạ. Ừ, quay cho con được. Có quay mà. Có quay trong đây nè. Quay đạo tưởng là chụp hình. Đâu để chị. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc lối, hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhớ ngọn lửa hồng đốt sáng và niềm tin. Gió chiều mang quê, lòng gặp mình trong cơn mê, ngày dài ơi lê thê, hồn mình như trời. Sài Gòn trong nắng trái, Đà Lạt giấu trong sương mờ, chiều nào biển vùng Tàu, sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ chiều quê hương ơi, thật tàn cùng xa xôi thôi, vùng trời Nhã Trang xưa và dòng Đồng Nai hương hồn. Nào cần thơ nắng ấm, kia đồng ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi, và ngàn đời nhớ Việt Nam. Nào cần thơ nắng ấm, kia đồng ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi, và ngàn đời nhớ Việt Nam. Rồi, đi ăn buffet. Ở trong đó nó có đồ chay, đồ mặn, nhưng mà tâm tịnh nhục. Ok, thôi cho hạn nhì, cho lợi hạn nhất. Thưởng thưa lợi hạn nhất, ca sĩ của Local. À, còn cái này nó giải ăn hủi ca dở nhất là ai ta? Rồi giải ăn hủi giải nhất của tính. Giải không ai thèm vươn tay luôn là biết rồi.